tối ngày 26 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải của bóng vàng Việt Nam năm 2019. Ở hạng mục của bóng vàng nữ, tuyển thủ Huỳnh Như đã vượt qua Trương Thị Kiều của bóng bạc và Nguyễn Thị Tuyết Dung của bóng đồng để giành giải thưởng của bóng vàng nữ năm 2019. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Huỳnh Như nhận giải của bóng vàng nữ, lần đầu tiên tiền vệ của thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng cao quý này là vào năm 2016. Thực ra thì Như cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà giành được cái quả bóng này, thì Như cũng cảm thấy rất là xúc động. Trong cái suốt khoảng thời gian vừa qua thì bóng đá nữ cũng đạt được những thành tích và được sự yêu thương của người hâm mộ, và đặc biệt là khi mà mọi người dành tình cảm cho các cầu thủ khi mà nhận được danh hiệu ngày hôm nay, thì đó là những điều mà rất quý giá và đáng trân trọng. Bóng đá là một môn thi đấu rất là khó khăn, nên mọi người cũng phải cần có sự kiên trì, nỗ lực và phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà thể hiện bản thân mình, để mang về những cái vinh quang cho quê hương cũng như cho đất nước. Như hy vọng là năm sau thì toàn đội cũng sẽ tiếp tục cố gắng và thi đấu cống hiến hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Năm 2019 là một năm đáng nhớ khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên không những vô địch nội dung bóng đá nam SEA Games mà còn chiến thắng ở cả bóng đá nữ. Trong buổi lễ trao giải, cả hai huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung đều được nhận kỷ niệm chương để tôn vinh thành tích mà hai người thầy của bóng đá Việt Nam mang lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.